Chúc mừng các người đã thông qua khảo nghiệm đầu tiên. Tiếp theo, liền đi theo ta. Thanh Tùng vung tay lên, chỉ thấy một vật thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung, phát ra khí tức yêu thú vô cùng đáng sợ. Đây là yêu vương, một con xích diễm ưng, lại là sủng vật của hắn. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể thu phục một con yêu vương làm sủng vật. Người này đến cùng là cảnh giới gì? Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Huyền Vũ Học Cung sao? Chắc hẳn trong lòng các người có rất nhiều câu hỏi. Chuyến này chúng ta nơi muốn đi chính là Huyền Vũ Học Cung. Lần này các người thông qua khảo nghiệm đầu tiên, mà khảo nghiệm thứ hai chính là ở trong Huyền Vũ Học Cung. Đám người nghe xong lời này, đột nhiên trong lòng vui mừng. Tiền bối, không biết khảo nghiệm thứ hai là gì? Khảo nghiệm thứ hai à? Ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá đối với các ngươi mà nói vẫn là rất khó. Mọi người nghe lời này, không thể tránh khỏi có một chút lo lắng. Còn về khảo nghiệm là gì, chờ các ngươi đi về sau liền biết. Cũng không cần thiết phải nhiều lời. Xích Diễm Ưng mang theo đám người bay đến một chỗ sơn cốc, cuối cùng cũng dừng lại. Khảo nghiệm thứ hai đang ở phía trước, có một cái cầu thang dọc theo ngọn núi này. Mọi người đều có thể leo lên ngọn núi này. Cụ thể có thể lên đến bước nào thì tùy thuộc vào tạo hóa của chính các ngươi. Đơn giản như vậy, các ngươi thử một chút thì biết. Cầu thang này được làm bằng một loại vật liệu ngọc thạch không rõ, phía trên tản ra quang mang nhàn nhạt. Lục Thần chỉ nhìn một cái liền cảm thấy cái thang này có một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Thử một chút, Lục Thần làm trước một bước lên bậc thang thứ nhất. Thế nhưng sau đó sắc mặt hắn hơi cứng lại. Xảy ra chuyện gì? Không có cảm giác gì. Lục Thần trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Và lúc này Lãnh Nguyệt cũng bước lên bậc thang thứ nhất, dường như có một chút cảm giác, nhưng nó sớm liền biến mất. Tiếp đó hai người bước lên bậc thang thứ hai, lúc này đúng là đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực kỳ quái dị, dường như mình đang bước không phải là bậc thang ngọc thạch mà là một cái bập bênh. Lẽ nào là bị ảnh hưởng bởi trọng lực? Nơi này lực hút cũng không phải là hướng xuống sao? Mà giờ phút này những người khác nhìn thấy hai người Lục Thần lên bậc thang cũng không cam lòng lạc hậu, bước lên bậc thang đầu tiên. Nhưng một trong số họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hắn vừa mới dẫm lên liền thẳng tắp hướng một phía ngã xuống. Chắc chắn là lên càng cao, đến lúc đó lợi ích thu được càng lớn. Nghe nói Huyền Vũ Học Cung chiêu mộ đệ tử cũng là muốn phân nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cho nên các người cố gắng tận lực leo lên. Nói có lý, đi đến bước này hà có lý lại lùi bước? Dựa vào khả năng của mình đi. Lục Thần lúc này lại là dừng ở tầng thứ 23, thân hình nhẹ nhàng lắc lư. Trong trạng thái này Lục Thần lại cảm thấy rất thoải mái. Xem ra cái này cầu thang cũng là có huyền cơ. Lục Thần dần dần tìm được một ít môn đạo. Trọng tâm trên bậc thang này không ổn định, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự một cách khó hiểu, chỉ có thể thích ứng. Thật sự làm cho Lục Thần có một loại hiểu ra. Quả nhiên đây là một loại lĩnh vực ảnh hưởng. Xem ra ta ý nghĩ là đúng. Lục Thần luôn cảm thấy trên bậc thang này có một loại lực lượng thần bí đang ảnh hưởng đến sự chuyển đổi không gian. Cảm giác này giống như lúc trước ở trong Thiên Ma bí cảnh đột nhiên bị chuyển đến một khu vực khác. Lĩnh vực lúc này đang ở trên một đỉnh núi thông thiên, có một nhóm đang nhìn xuống phía dưới, một mặt đầy chấn động. Kẻ này quả thật là cái kỳ tài. Lần này Huyền Vũ Học Cung chúng ta coi như là nhận được bảo vật rồi. Hãy xem hắn có thể leo lên thông thiên thang tầng nào. Cầu thang ngọc bích này ở Huyền Vũ Học Cung gọi là thông thiên thang. Đối với tất cả các đệ tử mới nhập môn mà nói, mỗi người đều có thể leo lên, nhưng có thể leo lên đến bước nào thì xem tạo hóa của mỗi người. Những người khác ngoại trừ nữ oa kia hình như không có đặc biệt chói sáng. Khảo nghiệm đầu tiên của Tiềm Long bí cảnh chỉ có hai người này là tốt nhất. Lúc này ngoại trừ Lục Thần và Lãnh Nguyệt, sáu người còn lại cuối cùng đã leo lên bậc thang thứ 10, nhưng thân hình họ không ổn định, lúc này sắp đổ. Sau khi Lãnh Nguyệt leo lên tầng 15, nhưng không vội vàng tiếp tục leo lên mà là ngừng lại, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho bản thân lắc trái lắc phải trên bậc thang này nhưng vẫn duy trì tư thế kỳ lạ. Xem ra tiểu nữ oa đó cũng lĩnh hội rồi. Cái này cũng không tệ, lần này lại chiêu mộ được hai thiên tài. Xem ra Huyền Vũ Học Cung chúng ta lần này cuối cùng coi như là may mắn. Cứ chờ xem sao, tôn giả cảnh giới cao nhất cũng là lên tầng 81 a. Nói tới nhân tộc chúng ta lâu rồi không có xuất hiện thiên tài đạt tới 60 tầng trở lên, thật là khiến người thổn thức a. Xác thực là vậy. Lục Thần lúc này lại không biết mình bị người khác nhìn, hắn đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này, dần dần trong lòng có một chút trải nghiệm. Lĩnh vực hóa ra là như vậy. Cái gọi là lĩnh vực chính là lấy thực lực của bản thân kiểm soát khu vực này của toàn thân. Vậy thì mọi thứ ở đây đều do bản thân quyết định, thậm chí có thể thay đổi phương hướng, thay đổi sức mạnh áp bức của không gian, thậm chí thay đổi sự dao động của không gian. Đột nhiên Lục Thần cảm thấy toàn thân thoải mái, dường như ngay lập tức đã kiểm soát được khu vực trong vòng 3 tấc xung quanh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, không gian này lập tức bị áp bức. Đây chính là lĩnh vực. Không thể nào, vừa rồi ta nhìn nhầm sao? Người này lại đã sơ bộ lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Mặc dù vẫn chỉ là một cái người mẫu, nhưng mà với thiên phú của người này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ngộ ra. Thiên phú thật đáng sợ. Nhìn lại xem, Lục Thần lần nữa tiến lên tầng 24. Nhưng lần này hắn không vội vàng phóng thích ra lĩnh vực bản thân vừa mới ngộ ra, mà bắt đầu ổn định lại. Trước tiên nắm bắt một tia cảm ngộ vừa rồi của bản thân. Lãnh Nguyệt cũng vậy, cô ngồi xuống bậc thang này, cái này là một ngày, rồi cuối cùng cũng đứng lên, bước lên bậc thang thứ 16. Lần này thời hạn tổng cộng của khảo nghiệm là 3 tháng. Sau 3 tháng, bất kể leo lên bậc thang nào, thử nghiệm ở tầng này cũng kết thúc. Trong 3 tháng qua, cảm nhận của Lục Thần đối với lĩnh vực này ngày càng sâu sắc. Bây giờ lĩnh vực của hắn đang phát ra trong vòng 3 thước toàn thân, đã dần dần có thể kiểm soát được rồi. Thử sử dụng lĩnh vực này để tạo ra sức mạnh áp bức. Miễn là ta kiểm soát hoàn toàn khu vực này, vậy thì khu vực này chính là do ta quyết định. Thông thiên thang liền có thể đi thẳng đến tầng cao nhất.
Quả nhiên, bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn tự tin bước lên bậc thang thứ 25. Vừa mới lên đến bậc thang này, Lục Thần liền cảm giác được lĩnh vực của mình đột nhiên chấn động, ngay lập tức bị nén xuống chỉ còn một nửa diện tích. Quả nhiên, độ khó của mỗi bước lên sẽ tăng gấp đôi. Lục Thần cố gắng kiểm soát lĩnh vực của mình, đang liên tục chống lại sự áp bức của lực lượng không gian bên ngoài, dần dần đã hoàn toàn bất động. Bước chân hắn rất ổn định, phạm vi của lĩnh vực phát ra cũng đang tăng trưởng. Lục Thần kiên nhẫn cảm nhận được loại cảm giác này huyền diệu vô cùng. Cuối cùng, đợi đến khi lĩnh vực của hắn lại một lần nữa phát triển đến phạm vi 3 thước, hắn bắt đầu leo lên tầng 26. Những sư môn trưởng bối của Huyền Vũ học cung này đều bị sốc không thôi. Thích ứng nhanh như vậy, đây còn chưa đến thời gian một nén hương. Các người đoán, rốt cuộc trong vòng 3 tháng nữa, hắn có thể lên đến mức nào? Đám người trong lúc nhất thời đều không nói gì, lặng lẽ nhìn Lục Thần. Hồi lâu Vô Ngôn